Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 11 tới đây, Ban chấp hành Trung ương sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp nông thôn nông dân, gọi tắt là Nghị quyết Tam nông. Trong bối cảnh tăng trưởng ngành nông nghiệp có dấu hiệu chững lại, kinh tế xã hội khu vực nông thôn đang bộc lộ những dấu hiệu không theo kịp sự phát triển. Nghị quyết ra đời nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Cụ thể là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường. Bắt đầu từ ngày hôm nay 22 tháng 11, chương trình Thời sự Nông thôn VTC16 sẽ cùng quý vị nhìn nhận lại một chặng đường đã qua của những thành tựu, cả những thành tựu cần phát huy cũng như là các tồn tại hạn chế cần khắc phục. Và ngay sau đây là một số những thành tựu nổi bật nông nghiệp Việt Nam 10 năm qua. Khu nhà lưới 1.000 m2 công nghệ cao của nhà ông Bình tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Toàn bộ vật tư, thiết bị, công nghệ trồng, chăm sóc, ngay cả giống dưa lưới ruột vàng này cũng được nhập trực tiếp từ Israel. Mỗi năm 2 đến 3 vụ dưa được các siêu thị bao tiêu, ông Bình thu khoảng 450 triệu đồng. Thì một nhà này thì cũng từ 125 đến 150 triệu trên một lứa. Mà so với lúa thì một sào này thì một năm thì không thể. Còn đây là cơ sở nuôi tôm của doanh nghiệp thủy sản Dương Hùng tại tỉnh Bạc Liêu. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi siêu thâm canh, mỗi mét vuông mặt nước, cơ sở này có thể nuôi tới 1.000 con tôm mỗi năm. Đây là khu ao nuôi của vua tôm Sáu Ngoãn. Nuôi tôm bằng phương pháp quảng canh, tôm của ông Ngoãn luôn có giá bán cao nhất ngay tại các thị trường Âu, Mỹ hay Nhật Bản. Bởi vì nuôi thưa cái sản lượng nó ít, nhưng mà cái chất lượng nó cao. Chẳng hạn như tôm sú nè, mình thu được một tấn tôm mà 20 con một ký, thì mình bán ra nó lời bằng 2-3 kg tôm mà mình nuôi dày mà cái size nhỏ 4-50 con ký. Liên tục đứng đầu thế giới về năng suất, sản lượng và giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích thả nuôi. Có thể nói, tôm và cá tra 10 năm qua đã đưa vị thế nông sản Việt Nam lên hàng đầu thế giới. Làm gì có anh nào có 5.000 hecta cá tra, năng suất sản lượng 1,5 triệu tấn. Như năm nay sẽ cán đích vượt qua 3 tỷ đô la. Các mặt hàng cà phê, tiêu, điều, gạo và rau quả 10 năm qua cũng có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ về giá trị. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu luôn trong nhóm các nước đứng đầu thế giới. Là chúng ta tiếp tục trở thành một trong những quốc gia có sức sản xuất nông nghiệp rất lớn, đáp ứng cho nhu cầu của 100 triệu dân. Và chúng ta đã trở thành nước xuất khẩu nông sản thứ 15 trên thế giới. Và hàng nông sản Việt Nam đã đi được 180 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tôi nghĩ là đứng ngoài cuộc nhưng mà tôi vẫn có cái niềm tự hào. Một nền nông nghiệp như thế mà vượt qua được, mà đứng lên được với một cái sự đảm bảo cuộc sống của xã hội và xuất khẩu phát triển mạnh như thế. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 năm, giai đoạn 2008-2017 đạt hơn 261 tỷ đô la Mỹ, tăng bình quân 9,24% mỗi năm. Riêng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 36,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20 tỷ đô la Mỹ so với năm 2008. Dự kiến năm 2018 này, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ đạt 40 tỷ đô la Mỹ. Giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên, cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luộm thuộm không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15. 21 giờ 40 trên 3N VTC 16.